Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với FC Hoa ngữ. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những bộ phim hay nhất của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư. 1. Bộ phim cổ trang Dèm Ngọc Trầu Sa với vai chính Đoàn Ngọ. Bộ phim cổ trang Thần Ẩn với vai diễn Phượng Ẩn, Á Âm. 3. Bộ phim ngôn tình Vụng Trộm Không Thể Giấu với vai diễn Tàng Trĩ. 4. Bộ phim Hậu Lãng với vai diễn Tôn Đầu Đầu. 5. Bộ phim Ngõ Nhỏ với vai diễn Điền Tạo. 6. Siêu phẩm cổ trang Tinh Hán Sán Lạn với vai diễn Trình Thiếu Thương. 7. Thả Thí Thiên Hạ với vai diễn Bạch Phong Tịch. Bộ phim 1921 tham gia với vai diễn Lưu Thanh Dương. Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử với vai diễn Tàng Kỳ. Bộ phim Ngôn Tình Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài với vai diễn Cố An Tâm. Bộ phim cổ trang Trường Ca Hành với vai diễn Lý Lạc Yên. Bộ phim Ngôn Tình Yêu Em Từ Dạ Dày với vai diễn Cố Thắng Nam. Siêu phẩm cổ trang Xuyên Không Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn với vai diễn Trần Thiên Thiên. Bộ phim Làm Sắc Sinh Tử Luyến với vai diễn Ân Hy. Bộ phim cổ trang Xuân Hoa Thu Nguyệt với vai diễn Xuân Hoa. Bộ phim Thành Nàng Truyện với vai diễn Diệp Vân Thường. Câu Chuyện Cảm Động Nhất với vai diễn Bối Nhĩ Đóa. Bộ phim cổ trang Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta với vai diễn Lạc Phi Phi. Mành Thề Thực Thần với vai diễn Liễu Y Y. Siêu phẩm cổ trang Tam Thiên Nhà Sát với vai diễn Đàm Xuyên. Phượng Tù Hoàng với vai diễn Mã Tuyết Vân. Bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông với vai diễn Trương Uyển Mẫn. Bàn Nhạc Máy Khâu với vai diễn Tiểu Hộ Sĩ. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.